rỉa đấy, rỉa đấy, chọc ngoáy đấy. Mổ mạnh vào xem nào, mổ mạnh nào. Ăn dế không? Ăn dế không? Này, cho ăn từng tí một thôi, không thể ăn nào một lúc hết luôn con dế được. Mình chào tất cả các bạn nhé. Như hôm qua các bạn cũng biết là mình có mua thêm một bé đầu dìu nữa để về làm bạn với bé đầu dìu này. Kia, cái bé đầu dìu đấy đâu nhỉ? À kia trên đỉnh kìa. Nó vẫn còn nhát, nó chưa quen với con đầu dìu của mình và nó cũng chưa quen với mình, đâm ra là nó hơi nhát. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, mình nuôi chim tuy không nhiều, thế nhưng mà cái con chim nào mình cũng cố gắng tạo mọi điều kiện để mà làm cho nó một cái môi trường sống gần như là giống với ngoài tự nhiên nhất mình có thể. Thì hai bé đầu dìu này mình muốn ghép sinh sản đấy, mình đã làm cho nó một cái chiếc chuồng rộng như thế này đấy, và mình có vứt vào đây một khúc gỗ này để cho con đầu dìu nó có thể rỉa gỗ, mổ gỗ, nói chung là để nó làm mọi cách để gần như là giống như ngoài tự nhiên luôn. Và từ khi mà mình nhận nuôi bé đầu dìu này cũng như là mua thêm bé dìu đầu dìu kia về, chưa một lần nào mình cho những con đầu dìu mình ăn kiến. Mà mặc dù đầu dìu là một cái loài chim nó ăn kiến đấy, thì hôm nay mình sẽ thử đi kiếm một ít kiến về. Mình đào cả ụ mối ụ kiến các bạn nhé. Mối cũng được mà kiến cũng được. Về vứt thẳng vào đây, vứt cả đất lẫn kiến, xem là liệu đầu dìu của mình có biết ăn không. Đấy, bây giờ tạm thời mình cất dế đi đã. Đây, đây là cái dế với cái sâu quy để mình cho đầu dìu ăn này. Nuôi nó từ bé đến giờ mà chưa vào cám được cho nó. Ấy thế trên này nó không chịu ăn cám cơ. Rất nhiều con chim mình vào cám được rồi, nhưng mà riêng đầu dìu này thì mình chịu không thể nào vào cám được của nó. Thua nó đấy. Cứ phải mồi tươi này nó mới chịu cơ. Hả? Em Nhân ơi. Em Nhân à? Ồ, hắn đâu ấy nhỉ? Ây, cửa chặt ghê. À đây rồi, đây rồi, em Nhân. Đi với anh đi. Đi. À, đây anh mang xe bò đi rồi. Mình có xuống rủ Nhân đi các bạn ạ. Hôm nay đi lấy kiến với lại lấy mối, là mình tính lấy cả đất lẫn kiến mối luôn, cho nên là mình mang hẳn một cái chiếc xe bò này. Xe beng đây và xẻng đây, mình rủ Nhân đi cùng để ví dụ như đoạn nào mà nó lặng quá ấy, mình không lên dốc được, mình nhờ Nhân đẩy hộ. Chú có bận cái gì không? Đi luôn không? Tuy ngồi xe bò anh vẫn kéo bình thường. Mời chú lên con xe Lamborghini tiền tỷ của anh. Cầm nhanh cái xẻng, không là chú lại va vào cái chân và cái xẻng ấy. Rồi. Từ từ lên đi em. Ngồi chắc nhá. Siêu có lon hơi không nào? À không lon hơi. Lên được, đi. Nào. Ai lấy được bò không? Ai lấy được lợn không? À quên, ai mua bò không? Ngồi im. Không ngã được đâu mày nó ạ. Quay chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì lắng, bay vừa thì dâm. Thấy chuồn chuồn bay thấp thấp này, mình lại có khả năng là sắp mưa rồi các bạn ạ. Ở miền Bắc mình độ này thời tiết nó cứ thất thường kiểu gì ấy. Đang nắng tự nhiên là mưa, mưa một tí cái sau có khi lại nắng chang chang luôn. Đây, đây chính là cái khu vực mà mình với Nhân sẽ đào kiến. Ở trong này rất nhiều những ụ kiến với ụ mối to các bạn ạ. Ô, em, đến nơi rồi, ở đây chán thật. Nếu mà thích ngồi, lần sau giả anh 20.000 một chuyến. Anh chở chú đi đâu cũng được. À nhưng mà bán kính khoảng tầm 3 cây số thôi. Bây giờ là anh với chú kéo cái xe bò này vào trong đấy. Cái bạt này anh sẽ trải ra để mà thả kiến vào đây, liệu nó có bò ra được không? Bò được đâu nhỉ. Ok. Đây mình sẽ đi vào trong này. Vào trong này các bạn đã nghe thấy tiếng gì chưa? Tiếng của những con ve nó kêu đấy. Cái đồi bạch đàn này ngày xưa là cái nơi mà mình thả 2 hay 3 con tắc kè đi nhỉ. Đúng rồi, 3 con hay sao ấy. Là mình thấy ở vế đằng khu đằng này này là có rất nhiều các cái ụ mối. Sao đợt này quanh lại đây không thấy mấy nhỉ? Xe bò để qua tận đây cơ. Ụ mối, ụ kiến. À đây rồi, đây rồi. Vẫn còn nhá ơi.
Ui, to không này? Ghê chưa, chà bá luôn. Đấy, cái ụ này mà đào ra biết bao nhiêu là mối là kiến ở trong luôn này. Đấy, ụ mối tự nhiên đấy. Bây giờ chú lấy xe beng cho thục cho anh nhỉ. Sau để anh trải cái vẻ bóng ra cái xe bò đấy. Có kiến có đất anh xúc hết vào đấy. Trở về cho đầu dìu nó ăn dần. Kéo vào đây cho chốc đách nôi được ra ấy. Tốt. Nôi được. Quay đầu trước đi, chú quay đầu đi. Ôi kia vẫn còn ụ nữa này. Ui, cái ụ này cũng to này. Ụ này mối. Wow. Đây. Ôi thôi chết rồi, chốc thế này mà chở kiến chở mối thì chú ngồi kiểu gì? Chú ngồi vào đây cũng mà nó đốt cho con mà sưng chim. Chết. Anh nuôi dế vào trong cái túi bóng này là nó không bò ra được, nhưng mà không biết là kiến liệu nó có bò ra không. Rồi ok. Rồi. Bây giờ chú hộ anh một phát xe beng xuống đây xem là nó có hiện tượng gì không nào. Nó có nói đấy không? Nó có yêu đấy không? Không, nếu nó có là ở sâu lắm. Cứng, cứng chứ. Hay là phải ấy. Mổ à? Không phải. Mụ mối mà. Mối thật đấy. Mối. Chưa đến. Nó đun lên là thành ụ này. Mộ chết luôn. Không. Đấy, 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 có ụ kiến này. Mối này nhiều chưa? Uai, ra 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 ra. Để anh lấy xẻng. Để anh lấy xẻng anh xúc luôn. Anh xẻng xúc luôn. Đây đây. Hy vọng là nó sẽ không bò ra. Đây. Đấy. Đấy đấy đấy, ụ đến cái ụ nó rồi, đến cái ụ nó rồi. Đây đây đây. Ui. Cũng nhiều, cứng chứ. Cái đất này ngày xưa anh lấy về để anh nung ấy. Ui. Cả một cái cung thành ở bên trong luôn này. Có chú đổ đây anh thế. Cả một cái cung thành ở trong luôn. Đây. Ui. Nó đốt đây, nó cắn mất miếng thịt đấy. Ngày xưa anh bị nó cắn rồi. Mất miếng thịt đấy. Ừ. Đừng so vào nó. Trông thế thôi nó cắn ghê lắm. Chết chết ui sao thế thì anh mới đang no đây này. Đây đây. Đây. Kinh, nó ùn được cái đất nên ác chiến nhỉ. Biết bao nhiêu năm giờ nó mới được ụ này đúng không? Ừ chưa được. Ục chứa giữa màng của nó rồi. Phải có bóp cày thôi. Không, kiến thì còn mối. Mình cũng không biết đây là cái tổ con gì, nhưng mà mình thấy giống kiến, mình cứ gọi là kiến. Đây chưa có. Ui ôi kìa, cả một cái lâu đài của nó sợ. Ui xời. Đấy. Ôi ôi. Đây này. Sợ không? Cả một cái lâu đài kiến. Tha hồ ăn rồi, quả lại đầu dìu ơi, ngon rồi. Bây giờ phá tung cái ụ ra nhá. Để tung. Ừ. Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm. Anh em mình vòng xuống đây để kiếm lên một ít cái tổ kiến ở trên cây nhân nhỉ. Thầy nhân bảo hôm nọ xuống đây bẫy chim là gặp nhiều tổ kiến ở trên cây lắm. Hôm nay nhiều chim kêu. Ấy, dân bẫy chim anh ngửi thì mùi chim phát biết ngay. À, chú rút anh cái chìa khóa, còn thì những cái này để đây hết. Đi anh mình vào xong. Ôi, ở đây nhưng mà anh chửa vào đây bao giờ đâu nhá. Hôm nọ em mình xuống một lần cũng vắng lòng. Đọc lần. Ừ. Còn một lần đi lại kia. À, đây là thôn Cẩm Xuyên, cách thôn mình tầm độ khoảng 3 cây số các bạn ạ. Thế nhưng mà mình chưa vào đây bao giờ đâu. Đây là những cái cây vải cổ thụ này. Cái cây vải này là cái thời chiến tranh ngày xưa là các cụ đã trồng rồi. Đấy.
Cái cây này là lâu lâu lắm lắm rồi đấy. Đâu tổ kiến đâu em? Ui, cái cây vải này mới là già này. Nói chung mấy cái cây vải ở đây vẫn cùng đời với nhau nhỉ. Cây này trông cổ thụ không? Những cây vải này chắc là cũng không có quả nữa rồi. Vải có quả? Hôm vừa rồi chú xuống đây bẫy chim thấy có quả. Cái ông bảo vặt hết rồi. Vặt. Ui ôi. Những cái bầu chết này. Nhân ơi, đây phải tổ kiến không? À đây rồi, đây rồi. Đây mình thấy một cái tổ kiến, ui rất nhiều lét luôn này. Có cả lét tre nữa này. Ôi da, ngon rồi. Quả này mà con đầu dìu mình mà vớ phải cái tổ này thì nó khoái rồi. Nhưng mà giờ lấy xuống kiểu gì? Mình không mang dao đi. Không mang dao đi Nhân ạ. Ui kìa, một ủ nữa kìa. Ui Nhân ơi, thôi thế thôi, hai ủ này thôi Nhân ơi. Ở trong đây nhiều lắm á. Con ủ to á, có ủ nào thấp thấp và vớ được không? Thì khỏi phải đi sâu quá nữa. Đâu? Ôi, ủ này cũng to nhưng mà không to bằng ở đằng kia. À đây đây đây, đây có ủ thấp này các bạn này. Cái ủ này mình giật bằng tay. Cởi áo trong gói chứ? Cởi áo gói á. Cái ủ này bây giờ mà cầm được từ đây mà chạy ra ngoài kia thì nó đốt cũng ốm đoàn. Ốm đoàn. Anh tiến ra để ăn vật thôi. Thôi nó cắn đấy. Cái kiến này, cái kiến này là cái kiến mà mọi người vẫn lấy để nấu ăn hay sao các bạn ạ? Mình không dành về ẩm thực nữa mà mình không biết. Nhưng mà hình như là vậy. Ôi. Chết rồi. Kiến vỡ tổ rồi. Kinh chưa? Từ từ ăn, chú đợi anh tí nào. Ui. Đánh ngắm nghía xem liệu có ổn hay không. Ui sợ nhỉ. Ui. Đây, chú lôi anh cái áo này ra phát. Này. Đây chú ôm hẳn vào nhá. Ôm hẳn vào cái tổ của nó ấy. Đây 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 đây. Rồi, ôm hẳn vào sau quấn luôn. Quấn chọn chú hứng từ bên dưới. Túm lên. Khéo đấy, nó đốt là chú chịu đấy. Con ở bên đây này. Để anh lo cái vụ vải ngoài này cho. Anh lo vụ vải ngoài này. Dụ nó đi. Ôi ôi. Quay già già. Được. Ôi dụng hết rồi em ơi. Dụng hết rồi. Đốt đấy. Đốt đấy. Gói thì không phải nhặt hết cái này đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khéo, khéo. Ở chân, ở dưới chân nhiều lắm. Chú nhá. Ừ, gói đi, gói đi. Ôi, chú gói phát là anh bẻ ở trên này luôn. Đây, 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 đây. Ôi, ôi. hy sinh vì mấy con chim. Ôi, ôi. Quấn vào. Quấn vào. Đây đây. Quấn vào sao rũ hay bên ngoài đi. À đây chú cầm hai ống tay nữa. Đây đây đây. Rồi. Đây 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 đây. Ôi. Nó cắn. Xách đi quấn lên. Ai à. Xách bên ngoài chưa? Rồi, một cái ụ này thì thao ăn rồi. Ở dưới này nhiều tổ kiến quá các bạn, mà mình cứ đi lọ mọ, mình đi đào những cái ổ mối. Ổ kiến này nó nhiều mà nó nhìn nó mỡ kiến, nó không có như là mối. Cái con mối là nhìn có vẻ là cứng, khó ăn hơn. Áo anh bụng. Mà ừ đúng, áo anh rách mà. Để chú túm lên vào. Để sau lên kia anh em mình vứt vào trong cái bao giấy bóng thì thoải mái đúng không? Đừng ra đây. Đừng ra đâu? Đây. Quên. Ngon rồi. Bây giờ mình lại chính thức anh em mình về đây này. Quái xà. Đây là dụng mất hơn 2/3 đấy Nhân nhỉ. Dụng nhiều ấy. Cho kiến thì không ăn, cứ ra ngoài rỉa chân rỉa tay thế mình lạ như này. Mấy con đầu dìu của mình là nó ăn kiến cũng bình thường các bạn. Nói chung là nó không ăn mạnh lắm. Nó chỉ nhặt được 1-2 con đầu tiên, còn về sau là nó cứ mổ rồi nó bỏ đấy. Rồi xong cái đó là nó cũng chán, nó chả buồn mổ nữa. Giờ nó cứ quanh quẩn ở người này này. Ai thế như này. Đầu dìu kiểu như là mình nuôi nó từ lon hay nó ra là nó không biết ăn kiến. Mình cho nó ăn dế nó quen rồi, nó không biết cách ăn kiến.
Có cái con đầu dìu kia kìa, cái con đầu dìu mình mua thêm kìa, là nó biết đang ăn kiến một chút. Tức là bây giờ nó vẫn còn lang thang đi nhặt đôi con kiến, nhưng mà còn cái con này các bạn nhìn này. Đây, đấy. Mình cầm điện thoại mình quay, nó cứ ngồi nó nghịch điện thoại, nó mổ, nó rỉa điện thoại các kiểu luôn. Chim mới cò kiểu này. Cái hình ảnh mà các bạn vừa nhìn thấy ấy, đó là cách đây 2 hôm về trước, nó xảy ra cái tình trạng là những con ếch to nó cắn con ếch con các bạn ạ, tức là nó ăn thịt luôn con ếch con ấy. Thế nhưng mà hôm nay mình đã giải quyết được cái tình trạng đó rồi, đó là mình tăng cái số lần cho ăn trong ngày lên. Ví dụ như là một ngày mọi lần mình cho ăn là 3 bữa thì bây giờ mình một ngày mình cho ăn lên 4 bữa. Lần trước mình cứ tưởng rằng là cho ăn 3 bữa nhưng mà mình cho ăn nhiều một tí thì ếch nó no nó sẽ không cắn nhau, thế nhưng mà nó vẫn xảy ra tình trạng cắn nhau. Mình cho ăn nhiều thì nó sẽ bị thừa ngay lúc đó, thế nhưng mà sau cái thừa đấy là nó không ăn lại nữa, rồi sau nó vẫn xảy ra tình trạng cắn nhau. Thế là mình rút kinh nghiệm, mình bắt đầu là cho ăn nhiều bữa trong ngày, nhưng mà mình mỗi lần cho ăn mình chỉ cho ăn vừa lo thôi. Đấy, thế là cái tình trạng ếch cắn nhau bây giờ là hết rồi này. Các bạn biết lấy tại sao mà mình cho cái muối vào đây không? Mình cho cái muối trắng vào đây để mình sát khuẩn cho cái chuồng của mình, và để cho những con ếch của mình nó tắm cái nước muối thì nó sẽ sạch sẽ hơn đấy. Đấy là cái cách mà mình sát khuẩn cho cái đàn ếch của mình. Nói chung là mình cũng không cho nhiều lắm đâu, mình chỉ cho một chút muối thôi để đủ để gọi là có tác dụng sát khuẩn thôi, sẽ không làm hại đến con ếch. Mấy bé ếch của mình hôm nay thì nhìn thấy chúng nó lớn ấy, hôm nay là nhìn thấy nó lớn hơn mọi hôm nhiều. Phải nói là nuôi ếch này nó cũng trước mắt là mình thấy là nó nhàn mà nó cũng mình có tạm gọi nó dễ nữa. So với mình nuôi ếch ngày xưa thì nuôi lươn ngày xưa thì nuôi ếch này nó quá nhàn luôn đấy. Chăm cũng dễ mà nó ăn cũng khỏe. Mà nói chung là bệnh tật nó không có cái bệnh tật nào cả. Từ hôm mình mua về đến giờ là chưa bị chết một con ếch nào. Còn thì trước đó là cái con ếch to mà nó ăn con ếch con thì mình không biết là nó ăn mất con nào không. Sau này nó lớn rồi mình đếm dễ hơn thì sau mình đếm cho các bạn xem. Lúc mua là mình mua 400 con rồi, xong mình cho bác Long 7 con đúng không? Sau này lớn lên thì mình đếm dễ hơn. Đây còn cái đằng này mình sẽ hất về kia. Đấy, hất về kia để cho nó ăn. Tắm bằng cái nước muối này sạch cực kỳ luôn. Đây mình ở đây nó vẫn ăn này. Ôi con ếch vàng đâu nhỉ? À đây. Con ếch đột biến. Đây hôm nay là mình cho ăn cũng hơi nhiều. Bình thường là mỗi hôm mình không cho ăn nhiều này đâu. Hôm nay mình cho ăn hơi nhiều. Kệ nó đi, kẹo là mình có một chút việc bận nên mình cho nó ăn nhiều một tí. Ghê chưa? Thời gian gần đây các bạn có hỏi mình bảo là thế cá cờ với lại cá bảy màu của anh đâu? Thì đây là cái cá bẻ cá cờ của mình này. Nó vẫn còn nguyên vẹn những cái con mà con đẻ giống của mình ấy. Đây mình cho nó ở trong cái bể này, các bạn nhìn nước trong không? Nước trong bởi vì là mình có cho cái rong này này. Với lại nước mưa nó xuống ấy. Gần như là đa số là toàn nước mưa nó xuống cho nên là nước nó cũng sạch sẽ, nó trong lắm. Với cái rong này kiểu như là nó cũng lọc nước nữa hay sao ấy. Làm cho nước rất là trong này, cái rong này này. Còn ở bên này, hai cái bể cá cờ mà mình trồng cây thủy sinh vào đây này thì vì mình để ngoài trời ấy thì cái chậu này nó lông quá, mỗi một lần mưa nước nó chảy tràn ra thế là cá cờ nó phóng ra ngoài mất rồi. Bây giờ hai cái chậu này của mình là không còn con cá cờ nào các bạn.
và mình cũng không dám thả thêm bởi vì là nó tràn ra ngoài nó lại nhảy ra mất. Đấy. Ồ, không có con nào chạy ra nhỉ? À, vừa nãy là cái bể cá cò, còn bên trên này là cái bể cá bảy màu của mình các bạn này. Cái bể cá bảy màu của mình nước nó cũng trong, nó cũng kiểu như là cái bể cá cò dưới kia kìa. Là mình gần như không có thay nước một tí nào đâu. Mình nuôi cá này là mình lười thay nước lắm. Nói chung là mình chỉ nuôi theo kiểu tức là trồng cây thủy sinh vào để cho cây cối nó tự lọc nước, cho nước nó sạch sẽ thôi. Còn nếu nuôi cái con cá gì mà mình phải lọc này, phải thay nước hàng ngày là mình lười lắm. Cho nên là đây là cái lý do mà ngày trước mình có tạo ra một cái chiếc bể thủy sinh này. Hôm nay trời nắng là cá nó không ra đây này. Nhưng thực ra cái bể này của mình bây giờ là nó rất nhiều cá, với lại cái môi trường cây thủy sinh nó rất phong phú, nhiều cá lắm. Nó rút hết ở bên dưới này, nó kín quá các bạn. Làm cách nào để cho các bạn nhìn thấy nhỉ? Nói chung là nhiều. Mọi người đến đây cứ thi thoảng lại có một vài em nhỏ đến, mình lại xúc cho nó khoảng chục con cá ấy, nhiều lắm. Có cá nào bây giờ nó rút thôi, không nhìn thấy thôi. Còn nhiều, không bị chết con nào cả. Ở phía bên này nữa này, đây là cái bể thủy sinh một bể của mình. Còn ở phía bên này là một cái bể nữa này. Bể bên này thì mình nuôi cá đồng đong sinh sản. Thì vừa rồi là nó sinh sản ra được một nứa, với lại có mấy con cá cò nó tự mọc ra đấy. Nhưng bây giờ thì mình sẽ lại không thể đâu, độc thì cá cò không thể đồng đong nữa. Nhưng mà được cái là cái chậu này nước cũng trong và cây cối các bạn nhìn này, nó lên tốt không? Hoàn toàn là cái cây mà mình đánh ngoài tự nhiên về trồng đấy. Còn cây này là mình lấy hoa của cái chậu cây mà bẻ cá cò vừa rồi mà nó lở hoa ra, mình vứt hoa đây xong lên cái cây đấy. Mình chả nhớ nó là cây gì này. Đấy. Cho nó ăn. Không nhìn thấy cá đâu, nó có mấy con cá cò thôi, cá đồng đong bây giờ mình không thấy nữa. Thả ngựa ở đây hả bác? Dạ. Ây da. Khi mà mình lên đến đây rồi thì chắc chả cần nói, các bạn cũng biết là mình lên đây với cái mục đích gì đúng không? Chả là hôm qua mình có lên trên này ấy, thì vô tình là mình phát hiện ra ở đây có một cái bể nước mà có rất nhiều những con cá, con cua, con tôm, rồi là con cá bống, nó có cả ốc nữa, nó phát triển ở trong chiếc bể này. Nó là một chiếc bể ao tù, không có nước ra nước vào và gần như là không có một cái nguồn thức ăn nào, không có một cái cây xanh nào. Thì hôm nay mình có mang một chút cái rong này, cái rong nhà mình mà nó có sẵn ấy, nó đẻ ra rất nhiều. Thì mình mang đây mình thả vào trong cái chiếc bể này để cho những con cá nó được cái cây rong nó lọc nước. Cái con nào mà nó ăn được rong thì nó sẽ lấy cái đây làm mồi các bạn ạ. Đấy. Nhiều khi nghĩ cũng thương, mình nuôi động vật có đấy, mình chăm động vật cũng gọi là tốt, thế nhưng mà nhiều khi mình cũng vẫn phải thịt động vật, tức là đi đám cỗ đám bàn hoặc là nhà có công có việc gì ấy, mình mua gà mua vịt về mình vẫn phải thịt. Thế nhưng mà khi mà thấy chúng nó sống một cái môi trường mà nó bị tù túng như thế này, mình không cứu giúp được chúng nó thì thôi, mình cũng cái ăn nó cũng rẻ ấy, thì mình có dành cho chúng nó một chút quà. Đấy, đây là cái thức ăn mà dành cho cá bảy màu của mình này, còn đây là cái thức ăn mà dành cho lươn này. Bây giờ mình sẽ vứt trong đây cho chúng nó ăn các bạn nhé. Nếu mà mình rảnh ấy, thì vài hôm mình lại nên cho chúng nó ăn một lần. Còn nếu mình bận thì lâu lâu mình lại nên cho chúng nó ăn một lần. Đây, mình vứt trong đây. Rồi, còn cái cám nhỏ này thì mình sẽ đổ trong đây cho những con cá nhỏ nó ăn này. Ấy, cá nó chạy ghê chưa. Đấy, gọi là một chút quà thôi. Nó ở cái môi trường này thì không biết ngày nào nó sẽ được ra ngoài tự nhiên đấy. Nhiều khi mình cứ hay nọ mọ kiểu như thế đấy các bạn ạ. Rồi mình sẽ ngóng chờ xem là cái bể này sau này nhiều cái rong này nó có lên được tốt được nhiều hay không, và những con cá này nó sống được bao lâu.
chắc chỉ có nước lụt thì mới đưa được chúng nó ra ngoài thôi, còn thì không có nước lụt thì không bao giờ nó ra ngoài được. Đấy, xin nữa mình quên mấy cái bể bên này. Mấy cái bể bên này cũng có cá các bạn, nó cũng có cá đấy. Đây, đây, cho nó ăn một lần nhiều nhiều tí mà. Đấy, bên này nữa. Quên, mình cho rong đồng một bên, mình không nghĩ ra hai cái bể con này. Đấy, thế thôi, cho ăn nhiều quá cũng không tốt, cho ăn nhiều quá là phản tác dụng đấy các bạn ạ. Nước nó bẩn, nó làm cho ô nhiễm. Đây, cái rong này chút này. Rồi, chỉ cần ít rong thì thôi là sau này nó sống rồi là nó sẽ tự đẻ ra nhiều lắm. Thôi mình phải về đây. Đấy, chiều hôm nay thì mình nên muộn muộn một chút thì các ông các bác đang thả bò. Mọi lần mình lên đây sớm sớm thì không thấy ai cả. Gió to quá.